chào bạn Nguyên. Dạ. Bạn giới thiệu cho mọi người biết là bạn tên gì, bạn làm cái công việc gì. Xin chào các bạn, em là Bùi Linh Nguyên, hiện tại đang là chủ sáng lập của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thiết kế xây dựng Phố Nam. Thì chuyên bên công ty em là chuyên về thiết kế và xây dựng nhà ở, nhà ở dân dụng. Dạ. Cảm ơn bạn Nguyên rất là nhiều, một giám đốc của một doanh nghiệp xây dựng. Ngày hôm nay thì bạn Nguyên dành cả một ngày đi tham dự một cái gọi là lớp Linh 2 về nâng cao năng lực cho cái chủ doanh nghiệp. Thì cái module học cả một ngày hôm nay thì bạn học được những từ khóa gì và bạn cảm giác nó như thế nào? Em rất là nhiều từ khóa, nhưng mà động lại trong em á là cái từ tầm. Cái từ tầm á là mình phải giải quyết và mình suy nghĩ là cái hướng mà bây giờ các anh chị chủ nhà, các anh chị khách hàng đang suy nghĩ gì và cái vấn đề cốt yếu các anh chị chủ nhà đang có cái vấn đề gì. Và mình phải là người suy nghĩ ra và giải quyết những vấn đề cho họ, và mình xây dựng cái đội ngũ của mình, những anh em đồng nghiệp của mình phải làm theo để mà đáp ứng được cái nhu cầu của anh chị chủ nhà. Và bên cạnh đó thì mình giải quyết được thêm một cái bài toán nữa, đó là làm sao để cho các anh em có thể mà phát triển được cái tài năng của mình, có thể phát huy hết cái năng lực của mình, kể cả về cái năng lực bản thân và năng lực kiếm tiền và cái năng lực quản trị cái con người của họ. Em có happy, em có vui khi ngày nay mà nhận được những cái kiến thức từ lớp học nào? Dạ em. Ngày mai chúng ta sẽ học được cái kế hoạch phân công công việc, chúng ta cách nào để xây dựng một cái kế hoạch cho nhân viên nó làm việc. Dạ. Rất là tuyệt vời. Dạ. Cảm ơn Nguyên rất là nhiều. Em cảm ơn. Chào bạn Quang Anh. Dạ. Lâu lắm mới gặp lại Quang Anh. Quang giới thiệu cho mọi người biết về cái doanh nghiệp của Quang Anh hiện tại đang làm lĩnh vực gì để cho mọi người cùng biết. Chào các bạn, mình là Quang Anh, Phạm Quang Anh, giám đốc công ty cổ phần quốc tế Doni. Công ty mình thì chuyên về lĩnh vực may mặc, có ba cái modern cái sản phẩm chính là may đồng phục, may thời trang và may xuất khẩu. Thì mình cũng may mắn được học thầy 6 năm thì cũng đã xây dựng doanh nghiệp của mình tương đối là tốt, có vị thế nhất định ở trong cái, đặc biệt là trong Sài Gòn này. Thì hôm nay doanh nghiệp nó phát triển đến một mức nhất định thì mình có những cái vấn đề về quản lý thì mình đi học thêm về lớp đây. Tuyệt vời. Tại sao anh bỏ cả một ngày hôm nay, cái công việc hôm nay là ngày thứ hai mà, đầu tuần, tại sao bỏ những công việc để tham gia lớp này? Thì cái này là do trước đây mình đã từng, trước khi mình đến lớp đây thì học với thầy cách đây 6 năm, thì mình đã kinh doanh trước có 3 năm. Nhưng mà 3 năm đó kinh doanh mình rất là khó khăn và đến mức là gần như là phá sản. Thì khi mà bế tắc nhất thì mình đã lần đầu tiên mình vô tình lên mạng tìm kiếm và biết được đến cái lớp học. Và sau khi học thì mình mới biết ra một điều là hóa ra mọi thứ đều có thể học được, đều có cách làm của nó. Cho nên cứ thế mà có những cái khó khăn thì ta có thể đi học ở trên trường, có thể học từ bạn gì đó, nhưng mà cơ bản là cái phương pháp đi học là một phương pháp rất nhanh để mình giúp mình giải quyết được công việc của mình. Nên bây giờ có những cái vấn đề mình cần giải quyết, thì tại sao cái chuyện của mình có thể giải quyết trong, ứng dụng được trong nhiều năm sắp tới, tại sao mình không bỏ ra mấy ngày để mà đi học? Đó, phải đương nhiên phải ưu tiên. Cái tư duy rất là tuyệt vời của người lãnh đạo. Ngày hôm nay mà học về cái module đó mà giải quyết những cái vấn đề trong doanh nghiệp như onboard phải làm cái gì, quản lý cấp trung làm cái gì, nhân viên làm cái gì, chúng ta phải làm cái gì với khách hàng, thì em có cảm giác happy không? Và em học được những cái từ khóa quan trọng nào? Đó là hay đó thầy làm rõ được cái sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý. Là chỗ nào không có được lẫn lộn ở cái chỗ này. Nhiều khi mà cái người mà làm vị trí này mà lại ứng dụng ai vậy mà lại sử dụng cái chức năng của vị trí khác nhiều quá thì dẫn tới nó không phù hợp. Không phù hợp. Đúng rồi. Thì cái đó thì mình sẽ xem để làm sao nâng cao năng lực hiệu quả của mình. Còn cái từ khóa ngày hôm nay học nhiều nhất, cái mà mình đã biết lâu nay nhưng mình chưa có sâu sắc lắm, chưa có hiểu được thật sâu. Hôm nay thầy nói từ động lực là cái tài sản quý nhất của mỗi con người. Thì nó cũng là tài sản quý nhất của công ty mình. Đúng rồi. Cho nên mình cần phải cực kỳ chú ý cái khúc này. Mà mình thấy là thường thường thì đúng là ví dụ như là cấp lãnh đạo cấp cao nhất hoặc là những người sáng lập như mình thì tất nhiên luôn luôn quan tâm đến cái công tác tạo cái động lực cho nhân viên của mình, nhưng hay bỏ sót cái chỗ mà tầng quản lý họ quên mất cái công tác tạo động lực cho nhân viên cấp dưới. Thậm chí nhiều khi họ triệt tiêu cái động lực của nhân viên cấp dưới. Đúng rồi, điều hết sức là quan trọng, mình sẽ chú ý cái khúc này. Vâng, cảm ơn Quang Anh rất là nhiều. Mọi người mà muốn liên hệ với Quang Anh để đặt đồ đồng phục thì sao? Thì các bạn cứ lên mạng gõ đặt đồng phục thôi. Nếu như mà có được đồng phục Doni thì càng tốt, thì nó chắc chắn là nó sẽ rất là dễ tìm hiểu. Bên mình cũng khá là nổi tiếng, chắc là dễ tìm thấy thôi. Cảm ơn Quang Anh rất là nhiều. Cảm ơn Quang Anh nhiều.